Giá đô la Mỹ tăng mạnh từ cuối tháng 9 vừa qua kéo theo tỷ giá tăng theo đã tác động rõ rệt tới giá sản phẩm điện máy công nghệ ở thị trường trong nước. Nhiều hệ thống bán lẻ điện máy hàng công nghệ đã âm thầm điều chỉnh giá bán để bù đắp cho phần chênh lệch này. Theo đó, quản lý một siêu thị điện máy cho biết các mặt hàng tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh đã tăng giá từ 2 đến 5% trong tháng 11 chỉ riêng mặt hàng TV giữ hoặc giảm giá do nguồn cung quá lớn, sức mua yếu và cửa hàng tung ra nhiều chương trình ưu đãi trong mùa World Cup 2022. Một số nhà bán lẻ cũng thông tin giá hàng điện máy công nghệ sẽ còn tiếp tục tăng khoảng 5% trong đợt nhập hàng tiếp theo vào cuối năm nay. Đại diện hệ thống di động Việt cho biết các đại lý đã cố gắng giữ giá nhiều mặt hàng như điện thoại, MacBook, phụ kiện công nghệ dù tỷ giá leo đỉnh hơn một tháng qua, kéo theo giá nhập một số sản phẩm tăng từ 2 đến 3%. Dù không muốn điều chỉnh giá những dòng sản phẩm thông dụng như điện thoại di động, máy tính bảng, nhưng hệ thống này vẫn phải tăng giá iPhone 14 Pro Max khoảng 1 triệu đồng một chiếc từ ngày 18 tháng 11 để bù lỗ tỷ giá.